Tới đây, tới cho chị. Rồi, ngồi ghế đi cưng. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra nha. Đây, chị giúp cho. Mời bạn trai giới thiệu trước. Trước tiên em chào chương trình, chào chị Cát Tường xinh đẹp. Chào bạn nữ bên kia. Rồi, cảm ơn em. Em tên là Nguyễn Nhật Trường, 31 tuổi, quê ở An Giang. Dạ, em đang làm công việc nhân viên văn phòng của ủy ban xã. Ở An Giang hay ở thành phố? Dạ, ở An Giang. Ồ, nghĩa là hôm nay lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Còn mình ở với An Giang. Dạ. Trời ơi, tham gia chương trình tuốt từ An Giang lên đây nha. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh, chào quý vị khán giả. Em tên là Trang, em đến từ Long An. Em là giáo viên, dạy nhà tiếng Anh ở một trường tiểu học. Em thích đi lang thang đến những vùng đất miên man và hát mấy bài tình tang tính tang. Hai người có cùng chung một chữ An ha, nhưng mà Long An với An Giang cách nhau cũng khá xa, phải 4-5 tiếng mới tới lận á. Chà, hai cái ngành nghề thì cũng giống nhau, mình cũng đều là công nhân viên chức hết ha. Vậy An Giang ở được không cưng? Dạ, nếu mà anh lo chuyển em về được thì em theo. Lo được không? Dạ, được chị. Được chứ, người ta làm ở trong xã mà lo cái gì. Rồi giáo viên mà đi đâu mà không có chỗ dạy. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Vui vẻ, dễ thương, nhiệt tình, chăm lo cho gia đình. Điểm yếu của em là ăn vặt. Điểm yếu của em ít lắm chị, em cũng không biết điểm yếu của mình luôn. Còn em, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Ưu điểm của em là chịu khó cầu tiến, siêng năng trong công việc. Không có hút thuốc. Còn khuyết điểm của em thì hơi nóng tính và ít nói, kiểu như trầm tính, không có thích biểu hiện của bên ngoài, không tiếp xúc những nơi mà đông người. Có tật xấu gì không? Dạ không chị. Trời, hai người này hoàn hảo quá, không ai có tật xấu gì hết trơn, không có khuyết điểm gì hết trơn á. Tình trường thì sao? Đó, tới giờ em chưa có trải qua mối tình nào, đặc biệt là do đi đầu tư vô công việc học. Học cái gì? Hồi xưa học cái gì mà đầu tư vô việc học? Dạ, lúc đó em học 12, học phổ thông của mình á. Rồi sau đó đi luyện thi đại học, đi làm, rồi giờ hiện đang học lên đại học sư. Trời đất ơi, rồi mà 31 tuổi mà chưa có mối tình nào hết trơn hả? Dạ. Thích con gái không? Thích con gái không? Dạ thích. Chắc không? Chắc. Thích con trai không? Dạ không. Rồi mình vậy là có nụ hôn đầu đời nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Rồi, thì em gái, xe tình trường sao cưng? Tình trường của em là trải qua hai mối tình rồi, chừng vài tháng. Nhưng mà mối tình nào cũng để lại cho em những cái kỷ niệm đẹp hết. Vậy sao chia tay? Không hợp thôi, không đến được với nhau thôi. Chứ không có gây thù chuốc oán gì dài hết phải không? Còn... Dạ không. Kỷ niệm đẹp thôi. Dạ. Thế em nghe một anh chàng 31 tuổi mà chưa có cái kinh nghiệm gì trong tình yêu thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, em cũng hơi sợ. Em sợ cái gì? Tình yêu thì nó hay có những cái chuyện mà đòi hỏi phải có kinh nghiệm mới giải quyết được. Tuy em chưa trải qua mối tình, nhưng thật sự em cũng có xem nhiều phim tình cảm như Hồng Kông đồ, em cũng có thể nên tình cảm được với bạn gái. Đời sống nó khác phim dữ lắm luôn á. Nhưng mà được, có coi phim là có biết những cái tình cảm, biết ngôn tình, biết cũng biết cách ứng xử trong phim, nó cũng là mang những cái dáng dấp của đời thật. Rồi bây giờ cái em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao hơn em. Đẹp thì tất nhiên là ai cũng thích đẹp hết rồi, nhưng mà đối với em là không quan trọng đâu, tại vì dễ nhìn, dễ thương, hài, có duyên là được. Không thối. Không thối. Không hô và không bị hôi. Không hối, không hô, không hôi. Trời ơi, sao cười, sao cười vậy? Còn em, mẫu người lý tưởng của em sao? Nhất là phải chuẩn bị, phải biết cách chăm sóc gia đình. Khi mà ra bên ngoài phải ứng xử đối nhân xử thế. Mà nếu mà gặp người lớn thì phải... hoặc là người già yếu á thì mình phải giúp đỡ, đẹp càng tốt, vừa vừa cũng được. Vừa vừa, cái vừa vừa đâu biết nói làm sao. Bạn trai nó hơi hôi hôi nhưng mà vợ nó thương em, lo cho em hết, chiều chuộng em đủ thứ hết trơn, rồi em cũng không chịu luôn hả? Dạ chắc chịu. Rồi mình về mình cải cái đó, thiện cái hôi sao đó, đúng rồi. Rồi giờ giả tỷ người ta hôi hôi hối hối rồi làm sao? Hôi hôi hối hối rồi làm sao? Nhưng mà người ta cho đi niềng răng luôn hả? Hôi hôi cho đi niềng răng lại. Rồi hối hối rồi sao? Hối hối hơi khó vậy. Mà anh có hối nhờ anh? Anh hối vừa thôi chứ không hối nhiều. Giờ công nghệ chắc hiện đại rồi, anh có thể cải tiến được không anh? Cải bằng cách nào? Cái đó mình tính sau đi. Dạ ha. Anh tính sau. Dạ đâu đi xem hình ảnh hai bên để cho lựa chọn nhau, để cho nhìn nhau thử coi nè. Bốn anh ở trong trọng đó. Trời ơi. Để em coi cái anh nào hối chắc anh đó quá. Kiếm đi trong bốn cô đó đó. Là có một cô đó. Em suy nghĩ rồi, chắc một trong hai anh đứng ở giữa thôi. Đâu, anh nào đâu. Nhưng mà em sẽ ra quyết định là chắc anh mặc áo trắng hả anh? Hỏi gì bây giờ, chỉ đại vô đi, được anh nào tôi gả anh đó. Thích anh nào? Anh áo trắng. Tại sao chọn anh áo trắng? Tại anh nó cười nhìn có duyên quá.
là thích hói rồi. Anh nói hói mà. Không phải, em đang nói về nụ cười. Tao, cô nào? Cô này chị. Cô này? Dạ. Tại sao chọn cô này? Cô này dễ thương với lại em độ chắc cũng khoảng tuổi đó. À, rồi thôi giữ đi. Rồi để tôi mở cửa trái tim ra nha. Hai người tự kiểm tra xem hôm nay là cảm nhận của mình ở đầu tiên coi có đúng hay không nha. Mở cửa trái tim. Rồi, 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Ờ, vậy là em chọn đúng rồi mà. Đúng rồi mà đúng. Ôi, sai, sai. Để em coi cái anh nào hói chắc anh đó quá. Chắc cái anh mặc áo trắng đó anh. Hỏi gì bây giờ chỉ đại vô đi, được anh nào tôi gả anh đó. Thích anh nào? Anh áo trắng. Tại sao chọn anh áo trắng? Tại anh nó cười nhìn có duyên quá. Trời ơi, nhìn hình vậy mà còn la đúng nữa. Anh áo sọc. Đúng rồi, người ta đội nón ra che hói rồi. À vậy em chắc em cũng có thể chọn sai nữa. Có thể chọn sai, sai quá đi chứ có thể gì nữa. Cô nào? Cô này chị. Cô này? Dạ. Cô này dễ thương với lại em độ chắc cũng khoảng tuổi đó. À, rồi thôi giữ đi. Trước khi gặp em, anh gửi món quà. Trước khi gặp em đâu nữa, giờ gặp rồi nè chứ em cảm ơn anh nhiều ạ. Em cũng có món quà dành tặng cho anh. Em thì thích đọc sách lắm, nhưng mà quyển sách này em nghe nó hay lắm. Em mua về mà em chưa có đọc. Thì anh có thể là đọc cùng với em. Anh đọc trước đi rồi anh review cho em nghe. Cảm ơn chị Cát Tường ơi. Em hồi sáng đi lúc mà kẹt xe quá em cũng làm một bài thơ tặng cho chương trình. Cô giáo có tâm hồn lắm nha. Bây giờ em xin phép đọc bài thơ đó ha. Hôm nay em nói mấy dòng. Đây là tất cả tấm lòng mến thương. Chị Tường ơi, sao em thấy vướng vương. Ơn chị dẫn dắt tìm người tương lai. Mùng 10 tháng 9 là ngày ăn trưa phiên bản tràn đầy tình thương. Mai này mà tụi em có chung một đường á, làm sao quên được tình thương của chương trình. Sao cảm nhận gì dạ. Đó? Nói thơ sao? Bạn gái nó thơ hay. Nhưng mà trước khi bạn gái làm bài thơ tặng chương trình, em cũng đáp lại bài thơ tặng bạn gái luôn. Trời ơi, cặp này đúng là trai tài gái sắc rồi, mời em. Anh cần em như biển, cần có sóng. Có biển mà không sóng. Có biển mà sóng. Có biển sao? Nào mà sống có biển nào mà sống. Làm lại nè, làm lại hai câu nè, làm lại cho nó thôi. Làm lại nè, hai, ba. Anh cần em như biển cần có sống. Có biển nào không cần mà không cần sống đâu em. Anh cần em như sương cần có nắng. Giọt sương nào mà không có nắng mà long lanh. Thơ này mình làm hay là mình lấy của ai? Dạ em cũng tự làm. Tự làm mà không nhớ bốn câu thơ hay muốn chết luôn vậy đó mà không chịu nhớ cho thuộc. Lên đây gặp bạn gái đẹp quá. Đúng quá đi. Không? Thôi được rồi, bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một bữa cơm trưa tại nhà hàng ha. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất đặc biệt của nhà hàng LA Garden Restaurant. Cơm chiên cá mặn, gân cá ngừ và dồi dê nướng. Trời ơi, ngon quá. Nhớ nha, nãy chị Tường chia sẻ rồi. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Vừa ăn uống vừa tâm sự với nhau nha. Dạ, em mời chị, em mời. Rồi, mời hai em ăn đi. Hôm nay đi á anh, em không có mang theo cái gì nhiều hết. Em cũng không có chuẩn bị tâm thế gì để mà kiểm tra anh sao sao hay là sao hết. Em chỉ đem theo một cái giỏ thật là to. Để coi nếu mà anh được em hốt anh vô giỏ đem về luôn. Dụng mà em hốt anh. Dạ. Anh đói bụng chưa? Anh đói rồi. Em cũng đói lắm rồi, muốn xỉu luôn rồi. Anh và em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi khoảng bao lâu tiến tới không nha? Đó là tùy anh thôi. Hợp với nhau thì mình có thể là tiến nhanh. Còn không thì từ từ. Anh thì con trai độc nhất, muốn cưới sớm. Em cũng chịu luôn nếu mà mình hợp. Chắc hy vọng hợp. Dạ. Vì nếu anh có ghé được em thăm em á. Dạ. Thì chắc anh cũng thứ bảy chủ nhật. Tại anh cũng làm việc nhà nước cũng ngày thứ bảy chủ nhật anh nghỉ. Dạ. Mà xa quá hả anh? Chỗ anh lên đây 6 tiếng luôn hả? Chắc tới em cũng khoảng 3-4 tiếng, 4-5 tiếng. Hiện giờ là có hai mẹ con sống cùng với nhau. Hai mẹ con với thêm bà dì hai nữa. Bà dì hai cũng là xem như là mẹ rồi. Dạ. Dì có chồng con gì không? Dạ không. Em nãy là em nghe anh nói là anh chưa quen ai. Nhưng mà em không có tin là anh chưa quen ai. Tại vì nhìn anh là cũng
từng trải, nhìn anh là cũng kinh nghiệm sương gió lắm mà. Anh nói thiệt á, thì anh xong qua giang hồ anh mới bây giờ ấy rồi chứ anh thật sự anh chưa quen ai. Tại anh đi làm việc rồi tìm kiểu như gặp những tình huống gì đó nên anh sợ khi mà yêu lắm nên anh không dám quen. Coi ra là anh cũng khó chứ. Mấy bạn nữ thường bây giờ đua đòi lắm mà anh không thích đua đòi. Sao mới đua đòi anh lỡ như em đua đòi rồi sao? Cái đó anh nếu mà em đua đòi anh cũng chịu thôi chứ sao? Đua đòi mà kiểu gì mới được? Có đua đòi nhiều cách, muốn mua gì hoặc đòi cái gì đó nên anh không mấy. Sợ anh có mở lòng. Rồi tính tình của em sao? Có nóng tính không? Em hả? Muốn nóng nóng hiền hiền tùy hoàn cảnh và tùy người tiếp xúc nữa. Nhưng mà nói chung là em hiền lắm anh. Cho nên là em muốn quen một người là giữ một chút xíu. Không phải giữ với em mà giữ với thiên hạ. Để bảo vệ em một xíu. Anh có vẻ là cũng hiền ha, ít nói ha. Anh hơi gồm hơi chứ. Anh không biết hỏi gì nữa. Không biết hỏi gì nữa, chị Tường vô. Qua ngon không? Dạ ngon chị. Ngon. Vậy bao lâu thì em xuống thăm cổ được một lần? Hai tuần một lần. Được không em? Vậy dạ, có đủ không? Dạ, sao cũng được chị. Mà anh đi thăm em đi bằng xe máy hay là đi bằng xe khách? Chắc anh đi xe khách. Vì anh đi xe máy không nổi với lại nó... Nguy hiểm lắm em ơi, đường xa nguy hiểm lắm. Có bao giờ em chạy xe máy đi xa xa chưa? Xa nhất rồi bao nhiêu? Chưa, anh chưa chạy. Em thích đi xe máy hả? Em còn là đi xe máy thôi. Thôi đi xe máy nguy hiểm lắm. Đi xe khách đi cho nó khỏe. Lên xe mình ngủ nghỉ cho khỏe tới nơi rồi mới có sức đi chơi với em chứ. Anh có thích ngờ bạn gái mà đi du lịch nhiều không? Cũng tốt, cái đó bình thường mà em. Ví dụ mà em đi mà anh không đi là sao em đi được? Ví dụ cơ quan em có tổ chức thì em ấy mời anh. Em không bao giờ em đi với cơ quan, em chỉ đi tự em đi thôi. Còn nếu không thì hai nếu mà hai đứa mình tính tới nha thì hai vợ chồng mình cùng đi. Dạ thôi, hiểu rồi. Thiệt tình quá ha, chất phát dễ thương quá ha. Bây giờ hai bạn sẽ chơi bốc vài lá bài với nhau nha, cho nó vui ha. Rồi. Em bốc xanh. Rồi, màu xanh hy vọng, đọc lớn lên nè. Điểm nào bạn không thích ở đối phương? Rồi, em trả lời đi. Không thích anh là... Thôi. Hơi nhút nhát xíu. Hơi nhút nhát. Gì nữa? Hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Ủa vậy là hói hết 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 ghét rồi hả? Thích hói luôn giờ hả? Giờ lỡ hói rồi biết làm sao? Lỡ hói rồi biết làm sao? Biết làm sao có nghĩa là thích hay đó. Người ta không thích anh nhút nhát, anh phải mạnh dạn lên. Mấy anh học nhiều hay rụt rè vậy đó, mình phải lăn lộn lên, lăn xả lên, tấn công mãnh liệt vô. Phụ nữ người ta không có thích đàn ông rụt rè đâu. Dạ. Ta thiệt tình em ơi, thông cảm nha. Rồi, thì còn em. Mời em. Em xin đọc nha. Rồi. Xin phép nắm tay người đối diện và nói cảm nhận. Em cho anh xin nắm tay. Cao nha, cao to á. Thôi em không nắm tay đâu, em ôm được không? Em ôm được không? Trời càng tốt, đứng lên, mời em. Coi em đứng lên, em dò chiều cao luôn, coi cao không? Rồi. Em ôm anh cái nha. Rồi. Ba mươi giây cảm nhận. Ôm hoài luôn đi. Em ôm một cái là em biết được mọi thứ. Rồi. Ghê vậy đó hả? À, tôi ôm kiểm tra. À cái gì á, hói, hôi, hôi gì đó, có hôi không em? Dạ không. À, rồi thôi về nói cảm nhận đi em. À, cũng có luồng điện chạy qua. Có luồng điện chạy qua. Cảm giác ôm bạn nữ thoải mái. Thoải mái, có điện, có thoải mái, vậy là có sự rung động rồi đó. Rồi bây giờ nè, coi nè, có vết son trên áo mang về nữa nè. Đó, bây giờ mỗi người bóc thêm một lá bài nữa nha, mời em. Rồi, đọc lớn lên giùm chị. Đó, cái này nữa mới mệt nè, đọc lớn lên. Yêu cầu nam cổng bạn nữ đi 5 vòng quanh thể hiện sức khỏe. Cái này bỏ qua được không? Không được, thì phải thử sức khỏe. Đó, bên trai mà. Cổng lên hả chị? Sao cổng được đây? Để em xắn áo dài lên nha. Rồi. Đừng thả em xuống nha. Đừng thả em xuống nha. Một, hai, ba, quăng xuống sông luôn. Bốn,
Thấy vững chãi không em? Chắc cứu không em? Chắc cứu. 5. Rồi ẩm về ghế ngồi luôn. Trời 6 luôn hả? Xịn rồi bỏ vô trời, không bỏ tao được vô cái ghế ngồi nữa, thiệt tình. Trời ơi, được rồi anh, cảm ơn anh nha. Về chỗ. Hồi nãy anh không ẩm em về nhà luôn đi. Đó, thấy chưa? Qua chương trình xong anh ẩm. Sao anh, sao anh, sao em được không? Vững chắc không? Dạ, vững chắc. Chắc cứu không? Chắc. Rồi, mời em. Theo bạn, đêm tân hôn có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Rồi, trả lời đi. Theo em, đêm tân hôn quan trọng lắm. Rất là quan trọng. Đó là thời khắc hai đứa mình đếm tiền. Đúng, rất quan trọng. Dạ đúng rồi. Vậy thôi đó. Ý kiến hả? Vậy thôi. Còn em, đêm tân hôn quan trọng không? Trời, ông này quan trọng nè, ông chưa có mối tình nào luôn á. Dạ cũng quan trọng chị. Quan trọng chỗ nào em? Em chỉ biết gì thôi chứ. Quan trọng là mình có làm ăn được cái gì hay không. Dạ. Hồi nãy mình chơi bốc bài như vậy để chi? Để cho vui. Mình sẽ đo được cái cảm xúc của nhau. Bây giờ là cái lúc quan trọng nhất. Giờ hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè. Mỗi người nói với nhau một câu thôi. Đầu anh gặp em thì bối rối, hồi hộp. Nhưng bây giờ anh hết rồi. Anh hy vọng qua chương trình em cho anh cơ hội. Em thì chờ đợi tham gia chương trình này là từ đăng ký là năm 2015 tới bây giờ đó. Hôm nay là được tham gia đó, cho nên là anh làm sao coi được thì làm. Em nói vậy thôi chứ anh đừng có sợ nha. Em không có kiểu dằn mặt gì đâu. Nhưng mà thật sự thì em thấy anh có gương mặt thật phúc hậu nè. Cười dễ thương, hiền, chân thành. Mặc dù là anh hơi nhút nhát nhưng mà từ từ va chạm nhiều thì anh sẽ mạnh mẽ lên. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm đi. Nếu đồng ý bấm nút hẹn hò chúng ta bấm thật mạnh. Không đồng ý chúng ta sẽ lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. Có để em nhìn thẳng anh được không? Khỏi nhắm mắt hả? Nhìn kênh me phải không? Anh bấm là em bấm phải không? Không, nhìn để cảm nhận. Dạ. Mỗi người tự có quyết định riêng của mình. 2 3 Hết thời gian. Không ai kênh me ai hết. Đèn cùng đỏ dạ. Lên cùng một lúc. Mời hai bạn qua một bên. Đây sẽ là thời khắc rất là quan trọng. Hai bạn bấm nút hẹn hò với nhau. Và đặc biệt, quý vị có nhớ không? Anh chàng trai này là chưa có một mối tình nào. Và bây giờ xin mời anh hãy có một nụ hôn đầu tiên dành cho người bạn gái của mình. Kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, hẹn hò trên chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời anh. Anh sao? Em cho anh hôn em cái nè. Dạ. Hôn mà tôi nghe bên đây cảm nhận như thế nào, nụ hôn đầu tiên như thế nào? Dạ sướng thơm chị. Sướng và thơm, tôi cũng không biết sướng chỗ nào, nhưng mà tôi cũng chia sẻ cái sướng của bạn. Và hy vọng rằng là trong tương lai anh sẽ cố gắng nha. Dạ. Cố gắng chăm sóc, che chở, bảo bọc cho cô ấy. Và hy vọng một ngày sớm thôi thì hai bạn sẽ về chung một nhà. Có tin vui thì báo tin cho chương trình nha. Dạ. Đầu tiên xin mời mình giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Dạ, em tên Quảng Thành Phúc, sinh năm 1994, em làm bên mạng máy tính. Là làm IT hay làm gì em? Dạ làm IT. Em làm cho công ty hay làm ở đâu? Dạ làm cho công ty mà hiện tại đang chuyển qua môi giới bất động sản rồi. Ủa bỏ nghề rồi hả? Không phải bỏ nghề mà để vô mùa suy thoái ta giảm biên chế. Rồi em làm bất động sản. Vậy là bây giờ quê em ở đâu? Dạ quê ở Nha Trang. Rồi bây giờ đang ở Nha Trang hay sao? Dạ đang ở Nha Trang. Hồi trước em làm ở đâu? Dạ hồi trước em làm ở Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ là coi như là nghỉ xong là về quê luôn đó đúng không? Dạ đúng rồi. Ok Phúc, cho chị biết chiều cao cân nặng của em đi. Dạ em cao 1m63. Tầm 56-57kg. 57kg hả? Dạ, 56kg. Rồi, em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em nha, Phúc nha. Dạ. Điểm mạnh là trung thủy, với điểm yếu là ít nói. Alo. Rồi gì nữa em? Chủ động chia sẻ đi Phúc ơi.
Rồi, đường tình duyên của mình thì sao? Được bao nhiêu mối tình? Tại sao chia tay? Chưa có mối tình nào chị. Lý do tại sao? Em đi làm hoài không có thời gian. Rồi vậy đi làm bao nhiêu năm không có thời gian cho mình luôn rồi, để dành được nhiêu tiền rồi? Em cũng được ít rồi gì à? Không có gì. Hả? Em cũng được ít rồi. Thì nói đi, ở đây có ekip chương trình thôi à, em không có ai khác đó, nên em chia sẻ để tụi chị hiểu về em hơn nha. Thì đó, mình để dành được bao nhiêu rồi, sẵn sàng cho hôn nhân của em tới đâu rồi? Có gì rồi á? Có xe với có xe với có nhà ở ở Nhà là mình ở chung với gia đình hay là sao? Nhà em mua hay như thế nào? Chỉ cần biết cái điều kiện của mình khi mà mình bây giờ mình muốn lấy vợ đó. nhà ở. Rồi. Rồi, mình chủ động mình chia sẻ đi Phúc ơi. Ừ. Có nghĩa là em có gì khó nói không? Ở đây là mình cái thông tin của em là bên chị biết thôi. Ừ. Hiện tại em đang ở với bố mẹ, có hai Ừ. cha thì ở riêng rồi. À. Rồi. Mà sao thấy nhát quá vậy, rồi lên chương trình rồi ghi hình rồi sao mà dám tỏ tình? Sao mà dám tỏ tình đây? Bình thường ok rồi, em muốn tìm một người như thế nào? Em muốn tìm người cũng bình thường, lo làm lo ăn, rồi sinh năm 99 hoặc là 6. Coi tuổi nữa hả em? Bữa mẹ em lo nó kêu tuổi rồi em không có đặt đây, mẹ em lo. Ừ. Kêu mẹ em kiếm luôn cho em đi, tham gia chương trình. Ừ, hỏi mẹ coi có quen hai vậy đó thì vô tuổi luôn cho rồi đi, nếu tại vì em không quyết định được thì thôi để ba mẹ quyết định luôn. Đúng không? Cho ba mẹ yêu ưng lòng vui vẻ. Ừ. Đó, chị nói đùa thôi á, nhưng mà mình cũng phải là nếu mà mình lập gia đình thì mình xem lại mình coi có sẵn sàng chưa nha. Ừ. Rồi ok thôi được rồi, nếu được chọn thì chương trình liên lạc rồi trao đổi thêm với em nhé. Dạ, cảm ơn chị. Ừ. Tác quê quán của mình nha. Mình tên Trần Minh Quang, năm 90, quê ở Long An mà hiện làm việc ở Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Làm Công việc mình là gì anh? thuế, làm công chức thuế ở chi cục thuế của huyện. À, em đang sống ở đâu á Quang? Em đang ở Củ Chi chị. Ừ. Là làm công chức nhà nước hả? Vậy là hộ khẩu đồ đã ở trên này chưa? Hộ khẩu thì ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ờ. Nguyên Rồi ok. quê quán thì ở Long An thôi, nhưng mà hộ À. khẩu ở Củ Chi. Rồi, mai mốt thì nói là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn đi nha, tại vì hộ khẩu trên này rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi bây giờ em chủ động em chia sẻ giùm chị điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em. Ừ. Điểm mạnh thì làm việc siêng năng chăm chỉ và coi như chung thủy. Còn điểm yếu thì có hơi nóng tính và hơi quá kỹ lưỡng hầu toàn. Vậy thôi chị. Rồi được bao nhiêu mối tình rồi em? Rồi sao? Chia tay, chia sẻ cụ thể giùm chị. Mối tình thì vẫn chưa chưa có mối tình nào chính thức hết, chỉ là quen sơ vậy thôi chứ không có mối tình chính thức, tại vì lo học với lo đi làm việc thôi, cho nên là chưa có mối tình tình chính thức. Là năm 90 là đã 33 tuổi rồi mà nói vậy, vậy là quen sơ là quen sao?
Chỉ là bạn thôi à, chứ mà chưa liên tiến sâu mà quen chính thức. Rồi vậy kể cho chị mấy cái mối sơ đó coi nó làm sao nè. Sơ là sơ là coi như dẫn đi uống nước, quen thì thôi rồi sau đó không có tiến tới tiếp nữa. Hẹn đi ăn rồi thôi rồi không có đi tới tiến tới tiếp nữa. Tại ủa thấy, là, đi tiếp. Vậy thì lý do sao em, có nghĩa là mấy cô đó như thế nào mà em lại không tiếp được? Thì có người thì đi du học rồi chị, đi du học rồi. Còn có bạn thì tại vì hồi đó chủ yếu lo đi học cho nên không có nghĩ tới việc là quen. Khi nào nghĩ là công việc ổn định đó, thì mới bắt đầu quen. Thì bây giờ công việc ổn định thì mới bắt đầu quen. Mới bắt đầu đi tìm đối tượng để quen. Cho hồi đó thì chỉ là tập trung công việc thôi. Nhưng mà em ổn định là được bao nhiêu lâu rồi? Ổn định khoảng năm 20 tới giờ. Cũng khoảng 3 năm ha. Rồi dạ, ok, bây giờ em cho chị biết là em tìm một người bạn bạn gái như thế nào? Em tìm bạn gái thì giống như kiểu truyền thống một chút, đừng cá tính quá. Biết lo cho gia đình, chứ lại biết nấu ăn, lo gia đình. Rồi cao, có sức khỏe tốt, chiều cao khoảng trên 1m6, khoảng trên 1m6 tốt. Với gia đình em thì muốn tìm người hợp tuổi đó chị, cho nên tìm người sinh năm 97, 95, 97, 98 hoặc 2K3. Rồi ok em, điểm gì em không thích nữa không? Có yêu cầu gì nữa không? Yêu cầu là chỉ là cần lo cho gia đình thôi, tính tình tốt, hiền lành, đừng có cá tính quá. Quan sống lo cho gia đình là được. Dạ, chỉ sức khỏe tốt, đừng có ốm yếu bệnh bệnh tật quá thì. Trời ơi, bây giờ quen em người ta không có bệnh tật rồi, tới khi bây giờ người ta chưa quen người ta khỏe nha. Thế đó. Ok, nói vui vậy thôi. Em cao bao nhiêu á Quang? Em cao 1m78, nặng 80 kg. Bạn gái mét mấy được? Trên 1m6 được rồi. Dưới 1m6 được không? Thì dưới 1m6 chút xíu thôi, đừng dưới quá. Cỡ 1m58 được. Rồi ok em. Rồi. Dạ. Nếu mà được chọn là mình đi ghi hình được đúng không? Đi qua quận 7 ghi hình chắc là xin nghỉ rồi nó thoải mái chứ gì? Có khó khăn gì không? Dạ không, không khó khăn gì hết. Rồi ok em. Rồi nếu được chọn thì là... không, Có em, cái đó thì biên tập sẽ trao đổi với em thêm sau ha. Dạ. Rồi nếu được chọn sẽ có người nói chuyện với mình nhiều. Rồi hello, chào Hiền ha. Hiền giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ tên, tuổi rồi công việc, quê quán nha. Em tên là Vi Văn Hiền. Vi Văn Hiền. Sinh ngày 20/8 năm 1997. Rồi. Hiện tại ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Còn đang sống tại Kiên Giang luôn hả? Đúng rồi. Ở đâu Hiền ha? Quê gốc thì ở ngoài Lạng Sơn, quê bố Lạng Sơn, quê mẹ Thái Bình. Nhưng mà sinh ra và lớn lên thì ở Rạch Giá, Kiên Giang. Đúng rồi. Rồi hiện tại em đang làm công việc gì ở đó Hiền? Em hiện tại giờ mở cơ sở kinh doanh buôn bán quán ăn, mở gia truyền Hà Nội. Là tự của em luôn hả? Dạ đúng rồi, tại chưa có dòng, cũng có bà con ở trên thành phố Hồ Chí Minh nhiều quá, cũng lên học nghề, sau này về quê lập nghiệp. Rồi có điểm mạnh điểm yếu gì không em? Em thì điểm mạnh em thì nói chung là biết ham học hỏi, biết lắng nghe, chia sẻ những người nói, những người mà hay nói chuyện mình. Rồi luôn một cái đưa ra một cái ý tốt nhất để cho người ta cởi mở hơn, thân thiện hơn. Cũng kiểu như mình nhiệt tình với mọi người. Nhằm khi mình quen một người nào đó mình chu đáo quá thì nó vậy. Thì từ những cái điểm mạnh đó thì Lisa đó là một cái điểm yếu, để có khi người nào biết người ta lại được một cái điểm yếu đấy. Còn gì nữa không? Thì đi ra ngoài đường rất nhiều người mến, nói chung là vui vẻ hòa đồng, ít mất lòng với mọi người đó. Mọi người ta không có nghĩ về bản thân em á, thì nói chung là người ta đánh giá là người đàng hoàng tử tế.
tình trường của em thì sao Hiền? Em cũng có quen mấy người nhưng mà mình chu đáo quá, mình thật thà quá thì đâm ra mình bị lợi dụng nhiều quá rồi thôi. Mấy là mấy rồi? Sao? Là mấy mối tình rồi? 4-5 mối tình gì đó nhưng mà quen được một thời gian ngắn rồi. Không có cái kéo dài đến từ hơn 1 năm đâu. Tầm khoảng 1 năm đổ lại là thôi không quen nữa. Người ta lợi dụng là lợi dụng về mặt tiền bạc cái gì? Thì cũng có tiền bạc. Có quen một cái cô ấy kia ở một em ở kia ở, nhưng mà người ta con gái một. Nhưng mà người ta muốn cho rể, nhưng mà nhà bốn em với anh em trai. Nên cũng không, mình là con lớn nữa, con lớn trong nhà nữa nên đâu có ở rể được. Thôi. Vậy giờ em tìm mỗi người như thế nào? Thì tìm những người mà bề ngoài thì ưa nhìn. Ưa nhìn, nói chung là biết chuyện, nói chung là mình hiểu chuyện hơn. Là đa số bây giờ những người gái bây giờ nó nghe nói làm dâu cũng hơi sợ, nên quen những cô nào mà nói tới làm dâu sợ thì nhiều có khi cũng khó cho ta, mình cũng ép là cũng phải hỏi trước để chuẩn bị tinh thần. Với thứ nhất, thứ hai nữa là cùng nhau, tại vì em đã mở quán ăn rồi, em mở quán ăn bây giờ chỉ có hai mẹ con cùng làm, cũng có thuê nhân viên, thuê người làm. Rồi có mấy đứa em thì cũng vào phụ. Bây giờ có một người nữa về cùng em cùng phát triển sự nghiệp thôi. Vợ cùng chồng. Thế ba anh đâu? Ba cũng có, mà ba năm nay cũng lớn tuổi rồi, năm nay cũng 65 rồi. Ba em thì tiếp được cái gì thì tiếp thôi, cũng không ép. Để như làm chuyện lặt vặt thì thôi, chứ không có cần tiếp nhiều. Cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà em là con một hả? À, không có. Em trai lớn, nhà bố anh em trai thì em là lớn. À, anh hai lớn. Nào, em nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi? Em nhỏ nhất năm nay 12 tuổi. Tức là tìm một cái người về có thể phụ kinh doanh với mình. Rồi cùng tiếp để phát triển sự nghiệp. Tức là bạn gái quen là chấp nhận phải về rạch giá với em đúng không? Đúng rồi. Tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì em hoặc nhỏ hơn em vài tuổi cũng được, không xong sao. Nhỏ hơn em vài tuổi được không? Thì hồi trước cũng có quen một cô lập. Tuổi trước cũng có quen một cô một em ở ngoài Sài Gòn làm chung, có hơn tuổi nhưng gia đình cũng có chấp nhận, lớn hơn một tuổi nữa. Từ cái đó có nhiều chuyện ra quen khó. Trời ơi, nó chập chờn quá nghe em. Tức là gia đình em là không có đồng ý cho em quen người lớn tuổi hơn đúng không? Gia đình em là không có đồng ý cho em quen người lớn tuổi hơn hay là bản thân em không muốn? Gia đình cũng khó chấp nhận nữa. Ok, tức là bằng tuổi em hoặc nhỏ hơn em đúng không? Em có đạo gì không? Có theo tôn giáo gì không? Không, nhà chỉ cúng ông bà thôi. Ok. Rồi ok, cảm ơn Hiền ha. Hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, nên là có gì thì thông tin chương trình sẽ liên hệ tiếp với em nha. Rồi ok, chị cảm ơn em. Yeah.